Vào sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Diệu Trường chủ trì cuộc họp triển khai công tác cán bộ. Tại cuộc họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ trao quyết định tiếp nhận bổ nhiệm ông Trần Phú Lộc Thành, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thời hạn 5 năm. Đồng chí Trần Diệu Trường mong muốn đồng chí Trần Phú Lộc Thành sau khi giữ chức vụ mới tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, tiếp tục phát huy kinh nghiệm cùng với tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác tham mưu thường trực Thành ủy, Ủy ban để phát triển kinh tế xã hội thành phố trong thời gian tới, đặc biệt là đẩy mạnh đầu tư công, đồng thời phát huy sự đoàn kết gắn bó trong cơ quan.